Tiếp tục quay trở lại với các bạn trong những cái hướng dẫn hay ở trên điện thoại và trên máy tính, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà hay đăng thước phim, đăng video reel ở trên fanpage Facebook mà các bạn muốn lên lịch vào một khoảng thời gian nào đó. Mình lấy ví dụ như các bạn không muốn đăng vào thời gian ngày hôm nay, hoặc là các bạn bận việc ngày mai ngày kia các bạn không có thời gian đăng, thì hôm nay các bạn có thể lên lịch những cái bài đăng đó để cho đúng theo cái khung giờ mà các bạn hay đăng video, để cho khán giả của các bạn cũng như là người xem của các bạn không bỏ lỡ những cái video hàng ngày của bạn nhé. Rồi các bạn cùng theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên lịch cái bài đăng video reel của trên fanpage Facebook nhé. Rồi và bây giờ các bạn cùng vào cái trang fanpage của các bạn cho mình như sau nhé. Đây, đây chính là giao diện chính của trang fanpage của mình này. Đó, các bạn sẽ truy cập vào cho mình nhé. Và các bạn sẽ nhìn sang bên phía tay trái, góc tay trái có cái phần là phần ở trên trang chủ này, có cái phần là studio sáng tạo này, giống như mình nhé. Các bạn sẽ click vào cho mình cái phần studio sáng tạo này. Và các bạn đợi nó chuyển sang cái giao diện, đó, cái giao diện của phần studio sáng tạo. Đây, đây chính là cái phần là giao diện chính của nó nhé. Đó, đây, đó, các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là giao diện này. Đấy, ok chưa? Và các bạn sẽ nhìn vào cho mình cái mục là thước phim ở đây này, tạo thước phim ở đây nhé. Các bạn nhấn vào mục tạo thước phim này. Và các bạn sẽ chọn một cái video bất kỳ ở trên phần là thư viện ở ứng dụng của các bạn nhé. Các bạn chọn Open này. Và sau khi các bạn chọn xong ý, thì các bạn đợi nó upload cái phần là file mà các bạn vừa tải lên nhé, thước phim ấy. Các bạn lưu ý là để mà nó chất lượng tốt nhất, các bạn nên để tỷ lệ khung hình là 9:16, đó, khung hình dọc, đó, khung hình quay dọc, và chất lượng độ dài video là khoảng 60 giây đổ xuống nhé. Sau khi các bạn đợi nó up lên đến 100% rồi ấy, thì các bạn sẽ xuống cái phần ở bên dưới này có cái mục là một số cái phần là cài đặt cho hình ảnh thu nhỏ này này. Đấy, ví dụ như các bạn chọn ảnh thu nhỏ này, muốn ảnh cái nào này, hoặc là chọn khung này. Đấy, chọn khung này, ảnh tải lên này, đấy vân vân. Đấy thì các bạn muốn chọn cài đặt thì các bạn chọn nhé. Tiếp theo các bạn chọn xuống mục chỉnh sửa này. Đó. Mục chỉnh sửa ở đây thì các bạn có thể chỉnh sửa thêm nhạc các thứ này. Các bạn có thể nhìn ở bên trên này. Đấy. Đó, các bạn chọn những cái mà nó công cụ của nó ở đây nhé. Và trong mục chia sẻ này, các bạn chọn xuống mục chia sẻ. Phần này là các bạn có thể chọn phần lên lịch ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy phần lên lịch nhé. Đó, rồi. Các bạn có thể chọn ngày. Đầu tiên là chọn ngày này. Và nếu mà các bạn đăng cùng một ngày hôm nay, thì các bạn phải đăng trong vòng trước 20 phút, cho đến, sau 20 phút cho đến 75 phút nhé. Đấy, các bạn này này. Ví dụ như mình để là 10 giờ đi. Mình chọn là 10 giờ này. Đấy, 10 giờ. Đấy, cho phép remix. Đấy, mọi người cho phép remix thước phim của bạn, họ có thể phát thước phim trên cùng với video của mình, tức là phần duet đấy, gọi là duet ở trên TikTok đấy. Nhưng mà đây các bạn muốn cho thì bật lên, không thì tắt đi nhé. Rồi, sau khi các bạn chọn đăng lên lịch xong thì các bạn sẽ nhìn xuống phần góc phải bên dưới cùng có cái phần lên lịch ở đây, các bạn chọn vào, các bạn chọn lên lịch cho mình nhé. Đó, và chúng tôi đang xử lý thước phim của bạn đấy. Và bây giờ các bạn sẽ đợi cho nó cái phần xử lý này nhá. Đấy. Ok, sau khi xem xong cái video hướng dẫn vừa rồi của mình thì các bạn thấy có đơn giản không các bạn? Có thể là nhiều bạn đã biết cách này, nhưng mình nghĩ rằng đa số các bạn chưa biết cái cách để đăng hoặc là để lên lịch. Đó, để đăng thì mình không nói, còn cách để lên những cái lịch của những cái ngày mà các bạn theo ý muốn hoặc là theo khung giờ của các bạn muốn thì nhiều bạn chưa biết. Hy vọng qua video này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều khi các bạn đăng video reel ở trên Facebook nhé. Cảm ơn các bạn và đừng quên, nếu thấy video hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và chia sẻ thật nhiều cho người thân bạn bè biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.